Em xin chào bà con và các bạn. Thì hôm nay em quay lại con cút kiển. Thì ở hôm trước em đã tách bộ nó ra từng chuồng rồi. Thì hôm nay sẽ qua một đêm nó đã đẻ cho một trứng cái chuồng này. Cái chuồng này ba con, nó bắt đầu nó đẻ được một trứng rồi nè. Do cái con trắng em không có phân biệt được trống mái nên em thả vô đại một chuồng nào đó để quan sát nó có đẻ không. Nó đẻ thì mình sẽ tách đôi với con trắng dưới kia. Thì qua đêm thì nó đẻ được một trứng này. Nên đây là cái chuồng phía dưới. Nó chuồng phía dưới nó cũng có một cái con trắng. Do con trắng là em không có phân biệt được trống mái cho nên em tách riêng ra để em theo dõi. Nên đây nó cũng cho được một trứng nữa. Thì con trắng đen á, con trắng đen là con mái rồi. Tại vì những con màu thì mình đã có dấu hiệu để mình nhận biết được cái con trống mái. Còn con nguyên con màu trắng không á thì nó khó, nó không có dấu hiệu nào. Cho nên mình phải tách ra để mình xem có con mái và con trống thì mình ghép đôi lại. Thì em nuôi để cho nó đẻ trứng, nó tự ấp trứng chơi. Nhìn nó thấy cưng lắm, con cút chút xíu mà giữ 5-6 con nó dẫn đi, nhìn thấy cưng lắm. Có thể là những cái trứng đầu này em sẽ không để ấp. Tại nhiều khi trứng so, trứng đẻ lứa đầu thì nhiều khi nó ấp nó ít đạt lắm. Mình phải để những cái trứng phía sau, trứng sau. Còn không thì mình để trứng sau, mình bỏ những trứng đầu. Thì mình gom hai con là thành một con cho nó ấp cũng được. Thì cái đó thì em sẽ làm từ từ. Ông cút đang gáy. Đây là cái chuồng cút em nuôi tập thể nè, hôm bữa có một trứng nè. Có một trứng đầu tiên rồi xong mới có một trứng em mới bắt đầu mới tách bộ ra. Tách riêng ra là nó đang đẻ, có dấu hiệu nó đẻ rồi đó. Thì mới tách ra. Tách ra mình cho nó ghép đôi cho nó. Rồi thì trong chuồng này còn lại một con à. Còn lại một con mái. Rồi em xin chào bà con và các bạn. Cút nuôi gáy á, cút kiển gáy á. Cút kiển gáy.